Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Ly. Và video này mình xin tiếp tục chia sẻ về vấn đề phân tích chứng khoán. Nói về phân tích chứng khoán đó, thì nó có khoảng vài viên gạch cơ bản trong phân tích chứng khoán. Một trong những viên gạch cơ bản đó là pick and trough analysis, tức là phân tích về đỉnh và đáy, support and resistance, là phân tích về đường hỗ trợ và đường kháng cự. Rồi trend line tức là xu hướng giá, moving average tức là di chuyển trung bình hay còn gọi là giá trung bình. Và cái viên gạch cuối cùng trong phân tích chứng khoán cơ bản này đó là volume characteristic, tức là khối lượng giao dịch, tính chất của khối lượng giao dịch. Cái này luôn luôn quan trọng. Mọi phân tích chứng khoán họ đều bỏ cái volume characteristic này vô nha các bạn. Trong video này mình chỉ đề cập tới viên gạch thứ nhất, đó là pick and trough analysis. Nói về đỉnh và đáy thì tất cả các bạn đều nghĩ tới đỉnh và đáy này, nhưng mà không phải vậy nha. Mình bỏ qua vấn đề này đi, mình bỏ qua vấn đề này. Mình tập trung vô vấn đề kiếm tiền trước. Đỉnh và đáy. Nói về phân tích chứng khoán ngày nay đó, với công nghệ hiện đại và với những kỹ thuật tính toán, sự tiên tiến của máy vi tính này nọ đâu đó, thì có rất nhiều chương trình tính toán và kỹ thuật phân tích tinh vi và khác nhau. Nhưng mà đỉnh và đáy vẫn là một trong những điều cơ bản nhất để mình quay trở về, hay là mình có thể bắt đầu học hỏi phân tích chứng khoán. Tuy nó cơ bản nhưng mà nó nặng ký không kém đối với những cái phân tích kỹ thuật khác tinh vi hơn nha các bạn. Mà cái đỉnh và đáy này đó, nói chung đó, nó không chỉ ứng dụng ở cái mặt giá mà nó còn ứng dụng ở trên tất cả những cái phân tích kỹ thuật tinh vi khác. Bây giờ mình nhìn vô một cái biểu đồ giá thực tế nha các bạn. Đây là giá đang lên trong thị trường bull, tức là giá lên. Thì mấy bạn sẽ thấy những cái dãy kết hợp đỉnh và đáy. Đỉnh sau luôn luôn cao hơn đỉnh trước, đáy sau luôn luôn cao hơn đáy trước. Và giá đi lên, nó đi lên cho tới khi nó gặp một cái đỉnh kế tiếp này đó, nó lại thấp hơn cái đỉnh trước nó, thì nó báo hiệu một cái sự thay đổi về giá, tức là giá đảo chiều, và nó sẽ tạo một cái đáy quan trọng trong thời điểm này, nó gọi là đáy đảo chiều, và nó tiếp tục một cái xu hướng xuống của giá. Thì xu hướng xuống của giá này bear market thì nó sẽ tạo cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, và cái đáy của giá sẽ mình sẽ thấy giống như ngược lại cái phần đổi đổi chiều của đỉnh, mình sẽ thấy một cái đáy sau nó cao hơn đáy trước, nó báo hiệu sự đổi chiều khi giá xuống. Bây giờ mình sẽ đi vô ví dụ thực tế nha các bạn. Cái này là biểu đồ giá của S&P Composites năm 2007. Thì các bạn sẽ thấy giá lên xuống, và vào tháng 11 nó là một cái đỉnh cao nhất. Cái đỉnh tháng 12 này nọ đồ đó thì nó thấp hơn cái đỉnh hồi tháng 10 đó. Rồi cái đáy của kế tiếp đó, nó lại thấp hơn cái đáy tiền nhiệm cái đó, thì nó báo hiệu một cái giá xuống. Ví dụ kế tiếp mình lấy đó là ví dụ về giá vàng mỗi ngày năm 2002, vào từ tháng 2 cho tháng 6 thì mấy bạn thấy giá vàng nó lên, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Sau cái tháng 6 đó thì các bạn sẽ thấy một cái đỉnh nó thấp hơn cái đỉnh cao nhất, thì nó báo hiệu một cái chu kỳ bắt đầu giá xuống, và nó bắt đầu đáy sau thấp hơn đáy trước. Thì những hiện tượng về giá này xảy ra đó, mình thấy được đó là do người mua đó họ có đủ tự tin để họ nâng giá lên, nâng giá lên, nâng giá lên, tất cả những người mua họ nâng cho tới một lúc nào đó họ sẽ yếu hơn người bán, và cái giá họ nâng nó không còn cao được như cái giá trước đó nữa,
thì bắt đầu nó sẽ tạo một cái đỉnh thấp hơn cái đỉnh trước đó, và nó báo hiệu một xu hướng giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng giá xuống và bắt đầu tiếp tục người bán họ chiếm ưu thế. Nó giống như một trận đá banh vậy đó bạn, bên này họ giành được banh là họ sẽ dẫn banh cho tới khi bên còn lại họ cướp được banh và họ sẽ dẫn banh ngược lại. Thì mình sẽ thấy một cái dãy da lên ở đây nha mấy bạn, và ngay ở điểm X thì mình thấy một cái đáy nó thấp hơn cái đáy trước đó. Thì tại ngay tại điểm X này đó là mình chưa khẳng định được là giá đảo chiều hay là giá sẽ xuống, mà nó chỉ được khẳng định là phân nửa lưỡng lự giá có thể lên hay xuống. Và cái điểm Y này đó nó tạo một cái đỉnh thấp hơn cái đỉnh trước đó, nó sẽ khẳng định được giá đảo chiều và thấp xuống, và mình sẽ chốt lời ở tại cái điểm Y này nha các bạn. Để mình vẽ lại cho các bạn coi, đây là xu hướng giá đang lên, đỉnh đáy, đỉnh cao sao cao hơn đỉnh trước, đáy sao cao hơn đáy trước, và đột ngột nó có một cái đáy sao thấp hơn đáy trước, nhưng mà giá nó vẫn tiếp tục lên. Thì cái đáy này nó không có được khẳng định là 100, là một cái khẳng định hoàn toàn, nó chỉ là bán khẳng định thôi nhé mấy bạn. Và trong trường hợp giá nó thay đổi theo kiểu này đó, mà tất cả những cái chỉ số khác như là MACD, RSI mình thấy nó báo hiệu giá xuống, thì mình vẫn giữ ý định là canh chừng giá xuống, tại thường thường tất cả những cái chỉ số này nó hay đi trước cái tín hiệu giá một chút. Rồi trong cái trường hợp mà giá xuống nha các bạn, mình thấy một cái đỉnh sao cao hơn đỉnh trước tại điểm X, thì cái này nó chỉ là bán khẳng định thôi chứ không được khẳng định hoàn toàn, cho đến khi mình thấy một cái đỉnh Y hay cái đỉnh Y là nó cao hơn cái đỉnh trước, thì cái này nó mới được khẳng định là giá phá vỡ xu hướng xuống và nó đảo chiều đi lên. Rồi mình sẽ nói luôn cái bản chất và cấu tạo của đáy và đỉnh nha mấy bạn. Thì trong cái đáy và đỉnh này đó là mình sẽ thấy được cái nguyên một cái đỉnh đáy đó, thường nó sẽ hồi giá lại 1 phần 3 hay 2 phần 3 của cái đỉnh trước đó. Cái đáy đó nó sẽ hồi lại khoảng 1 phần 3 hay 2 phần 3 đối với lại cái đỉnh trước đó. Thì tại sao có cái 1 phần 3 lại 2 phần 3 này? Tại vì nó là tỷ số vàng Fibonacci của tự nhiên nha mấy bạn. Thì các bạn kiểm tra cái tỷ số vàng Fibonacci này trong Google nó hay là gì đó, các bạn sẽ thấy tỷ số vàng này nó nằm tất cả mọi nơi. Và nó có thể cái hồi giá này đó, cái hồi giá đáy này có thể nó đi xuống khoảng 50% của cái đỉnh, hay là có khi nó đi xuống tới 100%, nhưng mà trường hợp này rất là hiếm. Nó nằm ở số nhỏ của thống kê trong hệ thống phân tích chứng khoán. Đối với những cái loại mà đáy hồi đó mà nó không đi tới 1 phần 3 của cái đỉnh đó, thì nó gọi là hồi giả. Thì những cái đáy hồi này đó mình phải liệt vô nó dạng nghi vấn, nó không phải là cái đáy thiệt. Rồi để mình tổng hợp lại cái video của ngày hôm nay nha các bạn, là nói về vấn đề viên gạch cơ bản trong phân tích chứng khoán đỉnh và đáy, peak and trough. Thì đỉnh và đáy đó là nó là một cái tiến trình cơ bản nhất của phân tích về giá trong chứng khoán. Và cái độ lớn của đỉnh và đáy đó thì nó có thể phụ thuộc vào cái khoảng thời gian mà tập hợp tất cả những cái đỉnh và đáy nhỏ lại với nhau. Rồi đó, để mà mình có thể xem xét được cái đỉnh và đáy này nó là thiệt hay không đó, thì mình có một cái luật, một cái quy định cơ bản ha. Đó là cái giá mà giá hồi đó thì nó phải hồi lại ít nhất là 1 phần 3 cho tới 2 phần 3 đối với lại cái giá đỉnh.
thì cái đó nó mới là cái đáy đích thực. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.